Muốn em có bầu, anh luôn mong muốn em có bầu. Anh muốn em phải có bầu để bên mẹ bánh này phát đầu. Muốn em bên rồi, em ơi em xin anh hơn rồi. Anh biết cho em cái bầu, bao ngày rồi đâu phải không có. Em ơi anh muốn, cô tới đến anh không phải đến. Chơi cái chuyện biết bầu, em lại nghe anh ra. Em ơi anh có muốn biết bao nhiêu phải chi. Một thứ à? Hai thứ. Một thứ mai rùa với mu
công ty mai táng cho ai nghe, công ty mu táng mà. Ờ, hai thứ. Hai thứ hả? Đúng rồi. Ta kêu cái này là cái mu tai, chứ ai kêu cái mai tai. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta kêu cái này là cái mu chân, ai kêu cái mai chân. Đúng rồi. Ta kêu cái này là cái... đúng mà một thứ cũng đúng. Ủa sao khổ vậy? Hai thứ là hai thứ ngôn ngữ dùng miền. Ở ngoài Bắc người ta kêu là bằng mai, ở trong Nam kêu bằng ngu. Ví dụ ông đi ngang á, người Bắc đi ngang thấy cái mu lùa kêu ô cái mai xua nha. Đó người Nam đi ngang trời cái mu lùa. À, hai thứ cũng đúng mà. Miền Nam bạch đẹp vậy. Đó, cái bạch đẹp vậy. Ông thấy chung tỉnh không? Rất tỉnh. Tỉnh, tỉnh đó. Đúng rồi, cái năm rủ tôi ra đây là cái sao? Tôi nói nghe nè. Em mà rủ tôi ra đây gì vậy? Tại vì trốn gì nhiều lắm này. Có mấy chuyện riêng của tôi. Chuyện gì? Cái chuyện này cũng đậm trời lắm. Chuyện gì nó nghe? Nó nghe nghe. Tôi biết mấy ngày nay rồi. Tôi giấu. Tôi giấu. Trong người nó bộ tròn. Tôi không có chịu. Nó muốn nái. Nó đảo nó kỳ khủng lắm. Là cái dụng mà muốn em có bầu á hả? Phải cái bài đó cái bài hot. Tôi tập dọn chị không nghe. Chứ điện nướng ngái. Khó chịu. Dạ, nước ngán quá chịu ngủ không được. Đúng rồi. Bị si đa hả? Tôi có làm được con mẹ gì đâu mà si đa nổi. Chết chặt tự nhiên ngứa ngán ngủ được. Tới số rồi. Tới số cũng là chết đó. Phải tới số. Trúng số. Cái gì? Trúng số độc đắc. Ông trúng số độc đắc. Sẽ không tăng. Về nhà mua đút bổ mua nằm ngủ đi. Ở đây mua số mà còn chưa bao giờ trúng một giải tám vậy đó. Độc đắc đâu ra. Cậu là thằng bao giờ ông mới lẻ, ông mới lẫn á. Ông đập đi, ông đập cái gì rồi? Ông đập đi, ông đập đi cái gì rồi cho? Ừ. Mà cái gì? Trời nhiên ráo đập đang trả một tỷ mấy đó ông làm gì? Đập đi. Nè. Quân. Ông cho bà này. Bà nằm ở trong giam hả? Tôi với số ông Hùng hả? Tôi đọc cái số á. Hả? Đọc cái số. Là cái gì? Tiếng nước ngoài á. Nước ngoài là sao? Núng mùa quần. Hả? Là số mấy? Số 1 á. Núng mùa quần. Tôi tạo ra. Người ta kêu là number one. Number one là số 1. Nghe chưa? Còn núng bà quần là 22. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em từ từ
nấm nó thui. Mẹ con má mưa dột cho tối nay đập tiếp đi. Mưa nào mà dột, nấm nó thui. Ông dẹp mẹ đi khỏi làm nữa đi. Trời ơi, ông đập hồi nó bay lên cái số trong này không còn cái gì để đi đem đi lãnh luôn á. Cái nước ngoài cánh ra cái một thái ba đó nè. Nấm nó thui. Đập đi, một thái ba. Nấm nó thui. Số 10. Trời ơi, đúng không? 3 đi chứ. 1, 2, 3, 4, 3, chết. Ở đâu ra mà trúng? Trúng cái gì? Cái nhà nổi điên, ngồi phun nước điên. Không có trúng mẹ gì hết trơn. Tôi đi lộn, lộn cái này, cái này, cái này, cái này. Còn này, cái chỗ. Còn nữa hả? Lần dò nữa. Một không trên mạng mà chào ông trời á, cái đó là cục Facebook chứ sao mình
người ta là con tattoo. Ủa mà sao giờ tự nhiên thích xăm mình vậy? Tại vì bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ mình xăm mình á, con cái nó không có nói, vợ con nó không có thắc mắc. Ông sợ tại vì nghĩ nó ông xăm mình bây giờ là nghệ thuật mà. Đúng tôi. Nhưng mà bây giờ ông xăm là đúng thời điểm mà, đúng không? Đúng thời điểm. Nhưng mà sao vậy? Sao biết xăm? Ngày xưa ví dụ như ông thương vợ ông quá, ông xăm cái hình vợ ông ở đây. Tôi cho ông lấy vợ từ năm 27 tuổi đi. Đúng rồi. Bây giờ ông 87 tuổi rồi. À, nếu mà bây giờ ông mà xăm cái hình vợ ông hồi đó năm 27 tuổi là hình bà nằm ở đây là bây giờ cái mặt bà xuống đây và những bộ phận khác bây giờ xuống đây người ta gọi là giải tỏa không có đền bù á. Ủa sao vậy? Ông già rồi, cái da ông nó chảy rồi, cái hình phải chảy theo không? À đúng đúng ha, đúng rồi. Bây giờ ông xăm đâu là nằm yên đó. Ông nói tôi mới nhớ. Sao? Bà tám cho mình những lão mình nữa. Bà có xăm mình ghê, bà tám xăm mình mà bà dân chơi thứ thiệt mà ghê là bà xăm hình người yêu của bà ở trên ngực của bà đó. Rồi bà cho tôi coi, bà cho bà cho tôi coi luôn cái mặt nằm yên trên ngực ông ơi à. Nhưng mà cái lỗ mũi á bây giờ nó dài xuống cần cái lỗ rút luôn, bây giờ cũng có coi cái càm á nó dán rồi đã ghê chết mẹ. Ba xăm mình, ba cho con, cho không có được coi. Coi kỳ cục. Nhưng mà tôi nói ông nghe nghe, bây giờ không biết xăm được không? Chứ hồi xưa đó, nó xăm kỹ thuật 3D luôn á. Sao? Nó xăm trên cái lỗ mũi, nó có cái mụn ruồi nữa. Cái mụn ruồi trên lỗ mũi á. Đầu mũi á. Chết mày. Mắt mũi ông kèm nhèm, leo kiếm leo rồi. Mà thấy cái được cái nước ruồi chắc ở ngoài nó cỡ cái nắm đồng cô quá. Có đâu. Không, mà ta bỏ chuyện bà tám ông đó đi. Bây giờ tôi hỏi ông nè, nếu ví dụ như ông muốn đi xăm á, ông xăm cái gì cho nó ra cho dân chơi cho người ta nể không? Ông nói tôi nghe. Tôi nói nghe nghe, bây giờ họ có xăm hình mà hình người yêu tôi giờ là chơi chữ không là hết hồn rồi. Ồ, vậy là đang học đó. Đúng rồi. Ông xăm cái gì? Bên dài ở bên tay trái rồi nè, tôi xăm chữ Hàn Quốc. Bên dài bên phải rồi nè, tôi xăm chữ Hoa Kỳ. Lỗ rúng tôi chơi với cái chữ Ngọc Linh. Ủa là người yêu ông hay là gì? Không, tôi chỗ ở tưởng là Hoa Kỳ là chỗ ở, Hàn Quốc là chỗ chôn, thì Ngọc Linh là người yêu chứ. Thật bại không hiểu. Tôi xăm mình xong có mấy thằng nhỏ nó nhìn thấy xăm mình hỏi ê ông già xăm gì ông già. Tôi bốc tay lên ê nhìn nè xăm Hàn Quốc trời ơi bên này nè thấy không xăm Quê Kỳ đưa lên là thấy không xăm thứ nhất của Việt Nam luôn, con nhất luôn xăm Ngọc Linh ba loại xăm luôn. Thấy ghê quá thấy không nó sợ ông chết rồi sợ. Nó xăm đồ bổ không xăm gì mà xăm đâu chơi thì đâu chơi cái thứ mà người ta không dám chơi mà chơi đúng không ông biết chơi luôn hả? Trời ơi tôi nói nghe tôi chỉ cho ông xăm xăm cái thứ này thanh niên ha, con trai không ai dám làm mà mình dám làm. Trời ơi nó xăm biết người nhưng không làm dám làm, nhưng mà chỉ cho tôi coi để xăm chỉ cho ông xăm con rắn cái đuôi nó ở đây nè cái đầu nó bò ở đây nó vòng qua cái vòng tai này bắt đầu cái đầu nó lòn vô cái nách này cái đầu nó dắt vào cái dài nó tát cái mỏ nó vô đây tát mỏ vô đây ở đây một con vòng tát cái mỏ vô đây ở giữa xăm hai chữ nát vô trời. Chơi cái thứ không ai dám chơi mà mấy đứa nó phải đi tập cho bự lên mình chơi nát bỏ mà nát cái đau lắm nhắc chơi hả ông chơi chỉ cho chơi cái này chơi hết đi xăm con rắn cái đuôi nó ở ngón chân cái nè bắt đầu nó quấn quanh vậy nè quấn cái đùi xong cái miệng nó táp vô đây bên này một con nữa quấn quanh cái đùi miệng nó táp vô đây ở giữa xăm hai chữ nát xích xích. Tôi sắp nghĩ nát xuất sức đào đào. Im. Ông nói như vậy tôi cũng nghĩ lại. Mình xăm như vậy mình mới có nghệ thuật chứ chưa có văn học. Tôi sẽ không xăm hai chữ. Nát xuất sức của ông là ba chữ rồi. Tôi xăm bốn chữ. Lưỡng xà ngậm ngọc. Trời ơi.
quá thương luôn, lượt xa ngắm ngắm. Ê ê, mà bây giờ nó còn nhậm tới không? Ông Sam cao cho nó nhậm tới không? Chứ thường thường á, cái tuổi mà tôi với ông á, đập bây giờ là nó xếp xà, xuống đường núi. Nó xuống đường núi rồi. Ủa, con rắn phải là con xà không? Ờ, thì ngọc nó xà cũng đúng không? Không điên quá, đây này tụi nó nè, mấy đứa con nít bìa ông thấy không? Lỗ tai cho nó bấm lỗ cái nó nhát cục bì. Cái môi nó bấm lỗ nó nhát cục bì. Cái miệng nó nhé, nó lắm cùng lỗ, nó nhé cùng bì. Bây giờ mình có cái lửa rút. Mình kêu thằng Sâm nó bắn cái cục bì vô đây. Hai con rắn táp vô hai bên mình lưỡng xà ngậm ngậm. Ngọc như này. Hay quá, hay quá. Thôi nhau vậy đi. Chờ vậy nó nghe nè. Bây giờ mình ăn là chú Đại Gia mình ăn rồi. Chơi chú Đại Gia mình chơi rồi. Bây giờ mình làm cái kiểu mà mấy đại gia đó khoái nhất. Cái gì? Cái mà lúc nào đại gia đi ra ngoài đường cũng có một cái người đó đi theo. Đó là mình chơi theo cái kiểu mà kiều nữ đó, biết không? À, cái mặt ông ngu. Ông hồi xưa chưa có chơi kiều nữ đúng không? Chưa biết không? Nghĩa là sao? Thành ra ông không biết kiều nữ là gì đúng không? Là sao? Kiều nữ là, trời ơi, kiều nữ là chân dài tới nách đó. Xin lỗi ông đừng thấy về nhà quê ông chê tôi. Ông cần tôi giới thiệu cho. Tôi giới thiệu cho ông mấy con ngoan luôn. Chỉ cần búng tay lên ba lên nó le lửa, nó liếm mặt ông luôn. Ông tưởng đó. Ông xạ, ông xạ. Trời ơi, kiều nữ mà chơi bạo vậy đó. À, ở đâu có, đâu có gì. Tôi giới thiệu cho. Chị tôi đi đâu hả? Mày tìm bắn chó đó. Ủa sao con chó đây nữa? Nhiều lắm. Chỉ có chó mới chân dài cái nách thôi, con người không có. Còn chừng nữ nào mà cái chân nó dài thì phải tôi chừa thuốc cho chỗ này. À đúng hả? Chứ nếu mà chừng nữ mà chân dài tới nách đó, thì sinh ra đàn ông đâu có cần tay làm gì. Cái thuốc nách rồi. Cái tay cũng phải đẻ ăn chứ bộ đâu phục vụ con chân dài hả? Điên. Tôi tưởng tượng kia mà. Tưởng tượng không nói cái chân dài cũng thôi à. Bây giờ ông già này, nếu có con phụ nữ ông chơi sao cho ra đại gia không? Trời ơi, bây giờ đi đánh tiền đi, rồi gặp người nữ tôi chơi cho con. Bây giờ tôi ví dụ trước đi. Bây giờ ví dụ tôi là kiều nữ, ông là đại gia, rồi thử ông chơi người ra sao? Bây giờ tôi là giá cái tôi là đại gia không? Lãnh tiền rồi nè, có tiền nhiều rồi. Ba là đại gia. Anh đại gia. Trời ơi, chưa có chiều nữ nào mà nó xấu như vậy nha. Ông già nó phải tưởng tượng chứ. Tưởng tượng cái gì? Cái mặt ông xấu giống như là quỷ vậy đó. Mình tưởng tượng không? Nó phải tưởng tượng. Không, không, bây giờ ông làm cái gì mà cho nó có vẻ nó đẹp đẽ chút xíu đi, tưởng tượng. Bây giờ già rồi mà nói đẹp đẽ cái gì? Từ từ. Bây giờ già tự nhiên trước khi đời chân dài tới nách. Ờ, đại gia. Đúng rồi, nó cần chân dài, không thể ngoại. Làm gì mà chứ cần méo rồi. Vậy mà nói rằng kiều nữ, mấy con người mẫu nó đi
đi vậy đó. Nó đi là hai cái giò nó về chỗ này là phải chạc 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 rồi. Thì ông thấy cái giò nó dài vậy chứ dở ra thì hai bên lát cái chân. Tháng nào nó cũng quay cho bác sĩ lấy hai miếng khô bò vậy đó. Chạc chạc chạc. Không, mặc dù đựng nó chà được nghe. Ông mà chạy chạy như lát được, nó chừng nó bể trứng à. Vẫn chưa kẻ hở nha. Đập đầu xả dao cho cậu ơi. Xả lại. Đập lại đi. Mà cậu nó chạy một chiếc đỏ lại á. Đỏ lần. Bạn nghe. À, chịu nào gió lâu lâu. Xả dao em đi rồi, đúng không? Làm cho đứng em nổi. Biết đâu. Thôi, ta là đại gia này. Anh đại gia. Làm gì đích mong làm cũng nhõng nhõng là đẹp. Mình nói trời, cha mẹ tôi đẻ ra cái gì cũng có, chỉ có cái mong là không có. Tôi đang dẫn lên nó. À. Hồi xưa ông biết tôi đi học và tôi đạp xe đạp đi 5 ngày là thay một cái yên xe đạp. Trời ơi. Vì nó có miếng xương không hả? Hồi trên xe đạp đạp nó nghiến cái da xe đạp rách thật. Da mong không đắt mà da xe đạp đâu. Mà ông đạp xe đạp ông chẳng mong đâu đi hả? Ông hơn cái nhà. Sao? Ông đi xe mô tô là bị bắt rồi. Ở Việt Nam á. À đúng cái vụ chẳng mong. Ông chẳng mong đi mô tô đó bị bắt đó. Tôi không chắc bằng. Ở nhà làm nha. À làm đi rồi. Anh đại gia. Anh có thể nào mua cho em một chiếc xe để khi nào em đánh rảnh em có gì như là em ghé thăm anh được không? Anh đại gia chứ đâu có chuyện ngu em. Rảnh rảnh anh nhớ anh là bắt xe ôm đi vô đây anh trả tiền xe ôm cho được rồi. Mẹ đại gia buồn bắt đứng già chứ mày không có được cái xe đạp. Sao vậy? Dạ, dạ. Có tiền cho ngu hả? Thôi dẹp đi, bây giờ ông làm kiều nữ đi, tôi làm đại gia cho, tôi chỉ ông cho. Giờ tôi làm kiều nữ. Làm kiều nữ đi. Ông là đại gia. Đúng rồi. Kiều nữ khó lắm à. Trời. Tôi đeo về không có được ông nội. Dễ chứ trời, dễ rồi, người ta đã làm kiều nữ nhiều rồi. Kiều nữ hả? Ờ, à, nhanh đi. Sao khác quá vậy?
Anh đại gia ơi. Gì đây em? Trong con đường mới làm sao? Tao đánh mày à? Mệt nha. Cứ lên thì xuống, lên xuống mà mệt nha. Anh đại gia ơi, anh có thể nào anh mua cho em cái xe được không? Để anh tính. Hết nào. Chị có mua không? Hết xuống. Làm sao ông nào ấy? Bây giờ tôi hỏi anh nè, nếu mà gặp con người nữ mà cái dạng như anh thì là tôi không mua đâu. Nhưng mà gì, cái đây là thể hiện dân chơi cho nên tôi mới kể ông nghe. Bây giờ ông già rồi, ông ăn giọng gì được nữa không? Hả, tự nhiên cái nó kêu ông mua xe, cái nó bắt đầu ông mua xe cho nó. Cái mỗi tháng nó vô, mày nhớ tới chiếc xe thôi cho mày nhớ không? Mà mỗi tháng nó vô, cái nó đút cho ông uống lon sữa. Nó cho ông cho ăn cái cháo, cái nó về, nó lấy xe ông, nó chở thằng khác đi chơi. Mắc mơ gì đi mua, phải nói là để anh tính. Đến vậy thôi, tụi mình có mua thôi. Hả? Mua thằng ấm bánh mua không? Bởi vì tôi kêu rủ ông đi chống, tôi hỏi là ông đi chống với tôi, hai anh em mình lấy tiền, đánh tiền, đánh tiền xong rồi đi hưởng thụ. Ngày bây giờ ông đâu cái chỗ nào nó lạnh, ông đi giúp tôi. Nó ghi ở trong cái tờ giấy giờ mà đây nè, có tờ giấy số này nè, có ghi tờ tờ ngày chống nè, cái điện gì em nói cái tàu đó, đúng không anh? Chỉ là nè, em nói nghe nè, sao tại sao cái tờ giấy dò là 2024 mà tờ giấy số là 2014 vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái tờ giấy dò này là 2014. Còn cái tờ này là cái tờ giấy dò 2024. 2024 là cái dò mới. Tờ giấy số là 2014. Còn đây là 2014, đúng rồi. Là sao? Tờ giấy số này nói cái dò là gì mà. Là sao? Ông mày quá. Tôi nói ông nghe nè, cái chuyện nó là gì nè? Nói gì? Hồi đó đó, tôi với là vợ của tôi á, đi du lịch. Cái bữa đó bà mua tặng tôi tờ giấy số này nè. Cái bà nói chiều anh nhớ dò à. Cái đi du lịch được đó về cái bà yếu rồi, bà yếu cái hai ba tuần của bà đi luôn. Cái tôi nhớ lời bà. Chiều nào á tôi cũng đem tự xuống rồi tôi dò. Mà bây giờ 10 năm rồi nó mới trúng mà. 10 năm rồi nó mới trúng á. Thành ra bây giờ mình đi lãnh được không? Đi lãnh đi. Thôi. Giờ già rồi không có cần tiền, cất luôn đi. Không cần tiền. Tôi cần tiền làm gì vậy? Cần tiền mà để làm đại gia thì bỏ dẹp bỏ đi. Không đâu ông ơi, tôi không có cần tiền làm đại gia. Chứ cần tiền làm gì? Tôi cần có nhiều tiền bỏ trong túi của tôi á, để mấy đứa con tôi nó biết là tôi có tiền. Nó vô vậy như lão nó thăm tôi, giờ nó không gặp tôi kìa. Thôi anh bởi. Con của anh nó quan anh trong công việc lão này 7 năm trời này. Có đứa nào nó vô nó thăm anh không? Không có một đứa nào vô thăm anh. Giờ có tiền có thăm. Bỏ. Tôi nói anh nghe, cái này kể cả anh có trúng anh cũng không cần phải như vậy. Tôi nói cho anh nghe nha. Nó đó, 7 năm nay nó không vô nó thăm anh là nó không nhớ tới anh nữa rồi. Nếu bây giờ anh mà có tiền này nó vô nó thăm anh là nó thăm tiền, chứ không phải là nó thăm anh. Thà anh đau một lần 7 năm thôi, còn hơn là bây giờ anh trúng nha. Nó vô xong anh lấy hết tiền này nó đi, anh đau bao nhiêu? Anh đau thêm, không phải đau vì tiền mà đau thêm một lần nữa. Tôi nói anh nghe. Bỏ đi, đừng có làm. Không nói đúng rồi, bỏ hay tôi xé nó. Thế đừng xé. Tôi nói anh nghe nè, vợ anh mất, để lại cho anh mấy đứa con là tài sản quý giá. Bây giờ nó bỏ anh rồi, chỉ không còn để lại cái gì hết, chỉ để tấm giấy số này. Không? Bây giờ anh mà xé đi rồi á, mời mốt anh nhớ chị anh lấy cái gì ra để anh coi. Vật kỷ niệm của vợ mình nào. Có trúng bạc tỷ cũng không có nhận, để nó đi kỷ niệm. Cảm ơn ông nhắc tôi nghe. Bây giờ tôi nói anh nghe, mình tôi giữ nghe, giữ lại, tôi giữ rồi mỗi lần mà tôi nhớ bà cái tôi đem ra tôi dò, đúng không? Tôi nghe. Đó. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, giờ hai đứa mình vô viện dưỡng lão, cơm muối qua ngày đi ha. Không có được. Sao vậy? Vô viện dưỡng lão đợi cái khóa.
Rồi tôi có ghi sẵn cái giấy rồi là ông cắt ổ khóa rồi. Nói cho làm sao đi vô dĩ tôi rồi mắm con muối đi, anh em mình sống tới bây giờ là cái số một đắt rồi, đúng không? Còn khỏe là ngon nữa, phải không? Thấy đấy, buồn buồn đi vô coi cái hình xăm của bà Tám cũng được. À, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Các bạn nói đi với mình. Kiều nữ mà không để cho sexy chút xíu. Thấy ghê. Kính thưa quý vị, thật ra thì hôm nay Văn Sơn rất là vui. Bởi vì kế bên Văn Sơn là một cái người mà đã từng gắn bó với Văn Sơn vào lúc Văn Sơn mới bắt đầu lập nghiệp. Chương trình Văn Sơn số 3 là đã có Hoài Linh xuất hiện. Và kể từ đó trung tâm Văn Sơn bắt đầu ghi những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Và đặc biệt một cái điều nữa, ngày hôm nay là cái ngày mà đánh dấu 25 năm anh em chúng tôi đứng chung một sân khấu và trình diễn chung một tiết mục ở ngay tại Hoa Kỳ. Và quý vị là những người đã chứng kiến như hình ảnh nhiều mà. Một lần nữa. Và kính quý vị, hôm nay cũng là kỷ niệm 25 năm, con số 25 năm nó có rất nhiều ý nghĩa trong hôm nay. Kỷ niệm 25 năm ngày Stevie Mai làm show tại đây, và Linh cũng là người đầu tiên hát cho Stevie Mai tại nơi này, ngay tại casino này, đúng không? Và một lần nữa chúc Stevie Mai tổ chức được nhiều show và thành công trong công việc của mình. Và em cảm ơn anh ba rất là nhiều, một người anh đã cho em rất là nhiều cơ hội để đến với khán giả ngày hôm nay. Và nhân ngày hôm nay cũng cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, năm nay là kỷ niệm 30 năm mà Linh có mặt ở trên sân khấu tại hải ngoại này. Và một cái live show Linh sẽ tổ chức tại Las Vegas vào tháng 7 để kỷ niệm 30 năm của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất